Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình sẽ hướng dẫn cho các anh em đăng ký một cái sàn gate.io và KIC để nhận được 1.500 test tương đương khoảng 1.500 đô. Mình lấy tiền đó để mình đi staking nhận lãi về hàng ngày nha các bạn. Để tham gia hôm nay, quản lý cho mình link mô tả mình đăng các bạn đăng ký một cái sàn nha. Đầu tiên quốc tịch của bạn thì các bạn chọn vào Việt Nam giúp mình nha các bạn. Việt Nam. Rồi các bạn nhấp Việt Nam các bạn. Tên người dùng thì các bạn tự đặt nha các bạn. Bạn tên gì thì bạn ghi vào đó các bạn. Quỳnh Nhân Anh này các bạn. Bạn bỏ vô cách đi các bạn. Này nó Quỳnh Văn Anh này các bạn. Phan các bạn chụp xíu các bạn. Sao kỹ ta. Tiếp tục địa chỉ email thì các bạn điền địa chỉ email mình vào các bạn. Tiếp tục mật khẩu thì có 8 đến 20 ký tự các bạn. Rồi mã giới thiệu qua đi. Rồi các bạn bấm vào một bước tiếp theo nè. Mật khẩu thanh toán. Lưu ý các bạn, mật khẩu thanh toán để cướp tiền thì các bạn tự đặt vào các bạn. Rồi tất cả các bạn bấm vào một đăng ký ngay nha các bạn. Tiếp tục thì các bạn xác minh tôi không phải là người máy nha các bạn. Ok, sau khi các bạn bấm vào lưới captcha xong thì các bạn nó đã thông báo là mail đã kích hoạt. Vui lòng đăng nhập ngay thì các bạn mở vào email, các bạn vào complete nha các bạn. Thì các bạn mở email của tất cả các bạn ra nè các bạn. Rồi. Rồi cái gate nó có gửi về cho một bạn cái tài khoản nè các bạn. Các bạn vào các bạn kích hoạt tài khoản nha các bạn. Nè các bạn nhấp vào đường link email nè các bạn. Nhấp vào đường link màu xanh xanh nha các bạn. Quý khách có thể click link copy dán. Ok, như vậy là các bạn đã đăng ký thành công rồi các bạn. Rồi các bạn chỉ việc đăng nhập thôi các bạn. Đăng nhập thì tên người dùng, số điện thoại của email các bạn. Rồi các bạn chỉ việc đăng nhập thôi. Rồi bạn xác minh cái nữa các bạn. Login của Verify Code. Rồi sau khi các bạn login thì nó Verify thì nó gửi về cái mã code các bạn login vào người ta các bạn. Sau khi các bạn login vào thì các bạn có thể tải một cách trên sàn Rateo nè các bạn. Mình hướng dẫn các bạn KYC luôn nha các bạn. Này các bạn, nó nói có chương trình là Verify Target nè các bạn. Thì các bạn phải KYC nha các bạn. Các bạn nhấp vào trang cá nhân của mình nha các bạn. Ủa? Các bạn nhấp vào một KYC nha các bạn. Thì dòng quốc gia thì Việt Nam, họ tên thật các bạn thì bạn ghi vào nha các bạn. Tên mình là Quỳnh Văn Anh, chọn ID passport, các bạn chọn no ID nha các bạn. Giấy chứng minh nhân dân đó. Nhập giấy tờ tùy thân thì đây là số giấy chứng minh nhân dân của tất cả các bạn nha các bạn. Tiếp tục thì các bạn đọc nha các bạn, các bạn tải lên một giấy bức ảnh với chứng minh nhân dân mặt trước nè các bạn. Rồi tải lên bức ảnh giấy chứng minh nhân dân sau nè. Chờ một cái bức ảnh có ghi chữ là gate.io rồi cái ID của tất cả các bạn nha các bạn. Và số ID của tất cả các bạn trên cái app. Rồi dưới cầm một giấy chứng minh nha các bạn. Cái này là cái ID trên app, giờ mình test lại các bạn. Rồi các bạn cầm với số ID này nè các bạn. Vậy sau khi các bạn đăng ký xong đi, video sau mình sẽ hướng dẫn các bạn skin để nhận cái đồng lãi về hàng ngày nha các bạn. Vậy video đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo từ mình nhé.